người ta hay gọi là tam giác vàng ấy. Mình mang lại những hạnh phúc cho ít nhất là 2 người, còn thậm chí có những người 4-5 người cơ. Đấy, mình mang lại 4-5 người là sao? Mang lại hạnh phúc cho 4-5 người là sao? Tại vì hàng ngày bác tiếp xúc với rất nhiều cái trong quê của bác ấy, thì bác có bị giảm cảm xúc với vợ không? Câu hỏi này không phải chị hỏi đâu, rất nhiều cái khán giả chắc là người ta cũng đồng cảm. Có nhiều người thì thèm khát được như em. Thèm khát rồi, ui rồi sao bác sĩ này sướng thế nhỉ, cùng là con trai cho ông sướng thế nhỉ. Thế nhưng mà mọi người không hiểu, người chỉ nhìn cái bề nổi thôi. Đằng sau chị vừa đụng chạm đến một trong những nỗi đau của em này. Nhìn là không sướng à? Có cái sướng có cái không? Có cái sướng hay không? Có nghĩa là sướng thì là vợ là sướng nhất. Vợ sướng nhất. Vợ thì vợ hay cầm tài khoản. Mình đang nghĩ đến chuyện kia. Cái lỗ tai với cả tai thì cái nào chị sướng ấy? Hay liên tưởng cái sướng của em ấy là mình mang lại những hạnh phúc cho ít nhất là 2 người. Thậm chí có những người 4-5 người cơ. Mình có đọc một cái câu chuyện hài. Một vị giáo sư mà được rất là nhiều sinh viên kính trọng. Thì bác sĩ đấy làm chuyên khoa tim mạch. Khi mà họ mất đi á, thì họ được kính trọng tạc vào là vào một cái trái tim. Còn mình đang buồn, mình không biết là mình tạc vào đâu. Chị khoa gì? Mình chuyên khoa xạ án. Anh thì có chuyên ngành nó cũng khó nói như chị anh. Mỗi cái bé xíu này, hai ông ngồi hai bên này chui vào trong đấy anh. Mình không biết tại sao học 6 năm đại học cũng vào cái chỗ đấy. Sơ bộ rồi chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư, vẫn dương nghiên cứu xong. Cũng mỗi cái chỗ đấy thôi bác Dương. Mỗi cái bé xíu thế thì chị làm cái gì ở chỗ bé xíu rồi? Anh lại làm cái gì ra vậy anh? Mấy chục năm nghiên cứu cái chỗ đấy. Nhất anh biết là ít nhất là có khoảng 5 bác sĩ loanh quanh cái khu vực đấy rồi. Năm bác sĩ quanh quanh ở đấy. Đấy là mình biết đấy, còn mình có những thứ mình không biết được nữa. Đấy bên ngoài có là nó chia 5 phần à? Nó có mỗi cái tam giác mật ấy thôi, mỗi người chia nhau góc. Anh thì có mỗi cái lỗ với tí. Đấy. Vẫn em cũng đọc câu hỏi đấy của chị rồi, câu chuyện của chị rồi. Nhiều lúc cũng nghĩ chăn trở mãi nhưng em nghĩ với hai cái thứ biểu tượng thôi. Một là hầu. Hai là khế. Cho anh em xem video này xem có cao kiến giúp các bác sĩ không thì thấy mà em đang thấy nó bé xíu như thế mà mỗi người chia một anh thì làm cái lỗ rồi. Nhận ngay cái lỗ rồi. Là cho nó to ra nhỏ vào hay như nào? Mình có thể biến hóa to, những người nào to thì nhỏ, có những người nhỏ quá mình cho to ra. Mà em hỏi thật này, cái đấy là mình đam mê vào đấy hay là vì lý do gì mà anh chọn vào đấy? Ngày xưa mình xem được câu chuyện hài là cuộc đời mà cứ được thỏa mãn như cái lỗ. Thì mình là hạnh phúc là gì đúng nhỉ? Hạnh phúc là thỏa mãn cái lỗ tự nhiên thì mình không được chọn nhiều cái lỗ, thì thôi mình làm cái lỗ mà mình thấy là nó người ta hay gọi là tam giác vàng ấy. Mình mang lại những hạnh phúc cho ít nhất là 2 người, còn thậm chí có những người 4-5 người cơ. Đấy, mình mang lại 4-5 người là sao? Mang lại hạnh phúc cho 4-5 người là sao? Thì chắc là vợ chồng hạnh phúc với con cái nó hạnh phúc đúng không? Không, là... chắc anh em ít đọc trên mạng. Khi nào mà anh làm mà lại trúng vào người quen? Đây. Đeo khẩu trang kín mít. Đến khám thì nhiều lúc thì ra vô tình thôi, có những câu chuyện là nó gọi là hậu trường ấy, làm người quen. Thực ra nhất rất nhiều đứa bạn hồi cấp 3 ấy, sau bao nhiêu lần nhắn tin cứ bảo Tuấn ơi tôi hỏi tí này, xong lại thôi chả hỏi nữa đâu. Thôi chả nữa. Bỏ lửng sau là 1-2 năm như xưa, chắc là sau đến một cái vấn đề nó nan giải quá rồi. Có thể đời sống vợ chồng nó không được phiêu lắm. Lúc đấy là thôi. Nói thẳng là bao nhiêu năm nay định hỏi rồi nhưng vẫn phải lần này phải hỏi. Vì không biết tin tưởng ai, tin tưởng mỗi bạn mình thôi.